Ok. Bây giờ là 11 giờ là 9 phút của ngày mùng 6 tháng 11 2018. Hôm nay là thứ ba. Thứ ba, Tuesday. Wow. Đó, thằng nó tính nhào ra chạy xe bậy bạ. Mấy thằng quả đen đó không biết đường hết, đi bậy đi bạ rồi lỡ lao đầu ra đằng trước họ. Không biết nhường đường cho người lái xe hết không? Nó cá mà đi đi kiểu mà ta đây own everything bro, mà you own nothing buddy, you just some ghetto sucker kind of guy. Mà hả, láo cá không thể tin tưởng rồi. Thì nó càng không có gì thì nó càng láo cá, các bạn biết không? Những người mà họ có tiền, có tài, có là họ rất là humble, ok? Các bạn có thấy mấy thằng như thằng Steve Jobs rồi tất cả những thằng ấy đó, rất humble, ok? Nó ăn mặc quần áo mình không biết nó giàu luôn là khác, hiểu không? Nói they're rich but they don't look rich, ok? Tức là nó giàu nhưng mà nó không có nhìn như nó giàu có gì hết đó. Đó là cái hay đó. Mình nên học hỏi tụi nó như vậy, ok? Ok, bye bye nha. Tôi đang vô trong Walmart.